chào mọi người. Hôm nay thì mình hướng dẫn qua về cách để may một cái túi của thân trước, cái túi chéo thân trước và cách chắc khóa quần như nào các bạn nhé. Mình mời các bạn cùng theo dõi mình. Túi mình đã cắt sẵn rồi này và chúng ta đặt xuống. Đó. Lấy thân trước chúng ta đặt lên cái mép hai bên song song với nhau nha. Đây các bạn ơi. Đấy. Cái mép túi và cái mép của cái thân quần chính chúng ta đặt song song với nhau rồi chúng ta chạy theo cái đường phấn mà chúng ta kẻ chéo này. Đây là túi không có lé nhá, có một lé thì sẽ may khác. Đây là túi thường không có lé. Đây là túi quần nữ thôi, quần quần nam thì nó sẽ phức tạp hơn một chút. Quần nam thì chúng ta phải đòi hỏi là lộn rồi thì bấm chặt các kiểu nhiều. Lúc nào mình có quần nam mình sẽ hướng dẫn các bạn. Khi chúng ta may xong được như thế này rồi, chúng ta may ấy rồi chúng ta lật ra và chúng ta đè cái thân của cái miệng túi này này các bạn này sang cái lót túi rồi chúng ta bắt đầu gập lại, gập như này, chúng ta chạy một chân vịt. Đây là chéo rồi các bạn nha. Đây mình để gần cho các bạn nhìn. Chúng ta chạy một chân vịt nhé. Chạy chuẩn nha các bạn. Mình sẽ may chậm, cố gắng may chậm để cho các bạn. Đó. Và mình đã may xong cái đường chạm của túi chéo rồi. Quay xuống mình tiếp tục. Và bây giờ chúng ta sẽ để cái đáp của túi lên. Đây các bạn ơi. Chúng ta để cái đáp túi lên này. Xong cái này rồi chúng ta sẽ kéo cái thân cái miệng túi này này. Đấy. Ra cái đường phấn mình đã kẻ. Sao lại kem đánh răng rửa tay này? Đây chúng ta chặn lên bạn nhé. Cái này cho đánh cho ai mà cho nó túi thì hết hạn các bạn, cái này rửa tay tốt lắm. Thổi cơm cho con không? Thế không ra. Có cơm nó ra. Cơm này tiêu bỏ rồi.
các bạn ơi, thì vậy là mình đã may xong cái túi chéo của quần nhé các bạn nhé, quần nữ. Đây là một chiếc quần vest nữ các bạn. Trên thì chúng ta phải dùng là để đáp vào cái dòng túi các bạn ạ. Để khi chúng ta nặng vào ấy, thì nó không bị co kéo cái túi. Chúng ta chặn cái dòng túi lại. Bên này là moi khóa này, moi khóa đây các bạn nhìn thấy không? Đó, chúng ta chặn lại, đừng chặn ra đường phấn mà chúng ta chặn ra cái chỗ mà mình là gập lại ấy. Bên này sẽ là bên mình may cái đáp khóa, còn bên kia là bên moi. Cho nó đều một chút. Đi ơi, chơi về. Chúng ta lại lật lại rồi. Chúng ta may cái đáp túi lại, cái răng túi. Để ra cái mép của cái túi nhé các bạn nhé. May rằng ra đường moi. Cái này nó có tác dụng là giữ cho túi nó không bị lật ngược lên trên và nó thu lại một chỗ. Chạy ra đường moi này. Mình đã may xong cái túi chéo ở bên sườn rồi nhá. Bây giờ chúng ta chập lại hai cái thân vào với nhau và chúng ta may khóa quần nhá. Đường moi này chúng ta phải may hai đường. Tránh tình trạng là
hoa rời các bạn. Mình đã làm sẵn hết rồi. Thì chúng ta đặt cái khóa này lên. Đặt khóa này lên như thế này. Mình cắt chéo, bởi vì cắt chéo nó sẽ rất là dễ may cái đường cua của khóa. Nó tròn, nó đẹp hơn, nó dễ may hơn các bạn. Nên mình sẽ cắt xéo như thế này. Đặt cái khóa lên. Mình nên cắt vải thiên các bạn ạ. Khóa moi khóa cắt vải thiên. Thiên vải sẽ đẹp hơn. Đây là điểm chính này. Chúng ta là nhô ra khoảng 1 phân. Chúng ta đặt cái này lên này, cái đạp khóa lên. Đó. Chúng ta chặn một đường mí nhỏ. Vậy là mình đã hướng dẫn xong một bên. Chúng ta lật lại và chúng ta phải để cái đường phấn bên này và đường phấn bên này chồng vào nhau và chúng ta lật như này. Đó. Rồi giữ lại cái khóa này. Chặn cái khóa lại trước của cái thân phụ của mon. Rồi chúng ta khi chúng ta chặn xong thì chúng ta lật lại. Đây các bạn. Chúng ta đặt nó êm vào và chúng ta may đường cua nhá. Vòng tròn bên ngoài đấy. Đây các bạn, cái răng nó sẽ như thế này.